Ty Hoàng Hà Logistics, ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, ông Phạm Quốc Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gemadep. Ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương sẽ lên điều phối phiên tọa đàm. Ban tổ chức cũng xin lưu ý với quý vị đại biểu, chúng tôi đã chuẩn bị trà, cà phê và đồ ăn nhẹ ở ngoài sảnh. Do thời lượng chương trình hạn chế, chúng ta ngày hôm nay không có nghỉ giải lao nên chúng tôi có thể quý vị đại biểu có thể sử dụng và trà cà phê trong chương trình hội thảo luôn ạ. Quý doanh nghiệp nào có câu hỏi mong muốn được giải đáp tại phiên tọa đàm thứ hai thì có gửi cho ban tổ chức để chuẩn bị cho các diễn giả trả lời ạ. Vâng, xin chào tất cả các quý vị đại biểu. Chúng tôi cũng các diễn giả có mặt ở cái phiên 2 đây rất là vui hôm nay khi được tham dự cùng với cả các quý đại biểu tại một cái diễn đàn rất là quan trọng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà các hoạt động xuất nhập khẩu, các hoạt động giao thương với khu vực châu Âu, châu Mỹ cũng diễn ra rất là sôi động. Ở phiên 1 thì chúng ta cũng đã nghe các diễn giả cũng đã trao đổi về các cái hoạt động, về các cái thủ tục cũng như là các cái thuận lợi khó khăn của cái việc chúng ta đưa hàng hóa sang khu vực châu Âu, khu vực châu Mỹ cũng như là chúng ta nhập hàng hóa về và những cái điểm cần phải lưu ý ở những thị trường như vậy. Ở phiên 2 thì chúng ta cũng có những diễn giả rất là uy tín và những người đã có nhiều kinh nghiệm trong cái hoạt động trong lĩnh vực về logistics. Thì tôi cũng xin được giới thiệu lại các diễn giả có mặt ở đây để các đại biểu cũng cùng nắm được thông tin. Thứ nhất là anh Phạm Huy Toàn, là Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải Việt Nam ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho khối cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp theo là anh Trương Tấn Lộc, là Giám đốc Marketing của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, là một doanh nghiệp khai thác cảng và khai thác hạ tầng. Tiếp theo là anh Nguyễn Quang Thạnh, Ủy viên Ban chấp hành của Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Đồng thời anh Thạnh cũng là Phó Giám đốc của Công ty Hoàng Hà Logistics, là một doanh nghiệp logistics trong lĩnh vực về nông sản. Và tiếp theo nữa là anh Phạm Quốc Long, là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Gemadep, đồng thời cũng là chủ tịch của Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải. Trước hết thì tôi có một câu hỏi muốn xin trao đổi với chỗ anh Toàn, đại diện duy nhất của khối cơ quan quản lý nhà nước trong số các diễn giả ở đây. Chúng ta cũng thấy rằng là hạ tầng là một cái yếu tố mà hết sức quan trọng để phát triển cho dịch vụ logistics. Thế mà trong đó thì cái hạ tầng cảng biển là phục vụ cho cái ngành hàng hải là cái yếu tố mà rất là cần thiết. Thì anh Toàn có thể cho biết là ở khu vực phía Nam nói riêng cũng như là hạ tầng cảng biển của Việt Nam nói chung thì đã có những bước phát triển như thế nào để có thể đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của dịch vụ logistics hiện nay lên đến mức hai con số từ 14-16% như chúng ta đã thấy. Xin mời anh. Cảm ơn anh Hải. Xin kính chào các quý vị đại biểu. Thì như chúng ta đã biết thì sau 3 lần quy hoạch của hệ thống cảng biển Việt Nam thì ngày 22 tháng 9 năm 2021 thì Thủ tướng Chính phủ có ban hành cái quyết định số 1579 quy hoạch chi tiết cái hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Thế thì so với các quy hoạch trước đây thì cái quy hoạch lần này chúng ta đã triển khai rất là có nhiều cái điểm mới. Là lần đầu tiên chúng ta quy hoạch mà chúng ta được thực hiện bởi các cái thủ tục trình tự cũng rất là chặt chẽ và rất là nghiêm túc trong khi chúng ta triển khai cái luật quy hoạch và các cái văn bản hướng dẫn của luật quy hoạch. Và cũng là lần đầu tiên chúng ta làm quy hoạch mà chúng ta làm tổng thể cả 5 chuyên ngành giao thông. Đây là một cái điều kiện rất thuận lợi cho cái việc chúng ta làm phục vụ cái hoạt động về logistics. Những cái quy hoạch trước thì chúng ta mỗi một lĩnh vực chúng ta lại làm một thời kỳ, cho nên là cái việc kết nối các cái phương thức vận tải để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu cảng biển đôi khi đâu đó nó vẫn chưa được đồng bộ. Thì cái giai đoạn này thì chúng ta triển khai quy hoạch mà làm tổng thể cho cả 5 cái lĩnh vực luôn. Và việc quy hoạch tổng thể như vậy thì cũng đã phân rõ từng cái vai trò phương thức trên từng cái hành lang vận tải chính và dựa trên các cái lợi thế
vận tải để bảo đảm hợp lý cũng như đồng bộ các cái kết nối. Vậy thì theo như dự báo đến năm 2030 và cái sản lượng hàng hóa thông qua toàn hệ thống cảng biển của chúng ta tăng gấp khoảng 1,6 đến 2,1 lần, và đến năm 2050 thì chúng ta cũng dự báo là khoảng 4,1 đến 4,8 lần so với hiện nay. Và để đáp ứng cái nhu cầu hàng hóa thông qua thì hệ thống cảng biển Việt Nam được hoạch định phù hợp với quy hoạch pháp luật, lợi thế tự nhiên cũng như nhu cầu phát triển của kinh tế của từng vùng, phân cấp vai trò của từng cảng và định hướng các cái phương thức kết nối, tạo một cái hệ thống chỉnh thể thống nhất. Và chúng ta cũng đã quy hoạch đối với hai cái hệ thống cảng đặc biệt loại một, đó là cái cảng cửa ngõ cũng như là trung chuyển hàng hóa quốc tế là Lạch Huyện, Hải Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu, là cái cảng khu vực chỗ Cái Mép Thị Vải hiện nay. Và chúng ta cũng có đến 15 cái cảng loại một để tiếp nhận các cái tàu đi tuyến các cái tuyến nội Á, bao gồm Australia như là Châu Phi, cũng như là 19 cái cảng biển loại 2, loại 3 và tiếp nhận các cái tàu tuyến biển cự ly ngắn, trung bình, và đóng vai trò là cái cảng vệ tinh để gom hàng cho các cảng biển chính. Vậy thì ở khu vực phía Nam thì chúng ta thấy rằng là cái khu vực hiện nay là sôi động nhất là chỗ khu vực của khu vực Cái Mép, là chúng ta đang cơ bản đã đáp ứng được các cái hàng hóa để chúng ta xuất khẩu đi các cái tuyến xa châu Âu, châu Mỹ. Và chúng ta cũng đang nghiên cứu áp dụng chính sách cảng mở thí điểm tại khu vực Cái Mép này. Như chúng ta đã biết thì năm 2006 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có một cái chính sách cảng mở đối với cảng chỗ Cát Lái. Thì tuy nhiên thì ở thời điểm đó chúng ta áp dụng, nhưng mà các cái cơ chế giám sát hàng hóa rồi các cái cơ chế kiểm soát của các cái hoạt động của các cơ quan chuyên ngành thì cũng chưa được đảm bảo, cho nên chúng ta cũng chưa phát huy được hiệu quả. Thì tôi hy vọng là trong cái đợt quy hoạch này, và chúng ta cũng rất là kỳ vọng là chúng ta sẽ áp dụng một cái chính sách cảng mở cho cái khu vực Cái Mép, mà cái này cũng phù hợp với quyết định 1579 của Thủ tướng Chính phủ, là chúng ta đã thí điểm nghiên cứu để mà đưa ra cái chính sách làm sao đó mà chúng ta tối ưu hóa được hết các cái cầu bến ở cái khu vực Cái Mép này. Và chúng ta biết là hiện nay cái cầu bến ở khu vực chỗ Cái Mép thì chúng ta chỉ có dài đâu đó khoảng 600m một cầu bến. Chúng ta nếu mà khai thác một tàu thì chúng ta thấy rằng thì lại thừa cầu, mà hai tàu thì lại thiếu cầu. Do vậy là chúng ta nếu mà thí điểm cái việc mà cơ chế cảng mở này thì chúng ta sẽ tối ưu hóa được các cái hoạt động kinh doanh khai thác của các cảng ở đây, để giảm bớt cái chi phí logistics cho các doanh nghiệp. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta đã áp dụng các cái giải pháp công nghệ vào để chúng ta kiểm tra, chúng ta giám sát, đặc biệt đấy nó liên quan đến hàng hóa, để chúng ta làm sao chúng ta tối ưu hóa được các cái chi phí cho các doanh nghiệp. Như vậy thì bản thân các cái hàng hóa được lưu chuyển ở trong khu vực cái cảng Cái Mép đó cũng đã được chúng ta kiểm soát được. Và như thế thì tôi cho rằng là hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đang dự thảo một cái thông tư thí điểm về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu quá cảnh, trung chuyển và chuyển qua lại giữa các bến cảng trong cụm cảng container khu vực Cái Mép này. Và dự kiến thì thông tư cũng sẽ thí điểm trong vòng một năm. Thì cái đó thì sau đó chúng tôi sẽ cũng có những cái đề xuất, kiến nghị để làm sao chúng ta áp dụng được chính thức, nếu mà cái hoạt động này nó hiệu quả và nó giảm được cái chi phí. Thứ nhất là cái chi phí về khai thác cảng cho các cảng tận dụng tối đa cái hoạt động của mình. Thứ hai là giảm được cái chi phí về logistics cho các doanh nghiệp. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn ông Đoàn. Cái khối lượng hàng hóa mà luân chuyển qua các cảng trong thời gian vừa qua cũng liên tục tăng nhanh. Mặc dù trong bối cảnh của những năm dịch bệnh chúng ta thấy khối lượng hàng hóa vẫn không hề giảm. Điều đó cũng cho thấy là cái vai trò quan trọng của ngành hàng hải nói riêng cũng như ngành logistics nói chung để giúp cho nền kinh tế của chúng ta phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Thì như vừa rồi là ông Toàn cũng có đề cập về cái khu vực cảng Cái Mép, thì đây là một cái cụm cảng rất là lớn và rất là quan trọng. Thì tôi xin hỏi ông Trương Tấn Lộc là một đại diện của một doanh nghiệp mà cũng có những cái cảng đang hoạt động ở khu vực Cái Mép. Thì theo ông thì chúng ta cần phải làm những cái điểm gì để cải tiến thêm, đặc biệt là Cái Mép là cái cảng mà có cái kết nối trung chuyển đến các cái tuyến ở châu Âu, châu Mỹ, là những cái tuyến vận tải biển đường xa. Đấy thì cái hoạt động của Cái Mép chúng ta cần thấy có những cái vấn đề gì chúng ta cần phải cải thiện để có thể nâng tầm cũng như là
đưa cái hiệu quả của cái cụm cảng này tốt hơn nữa. Xin cảm ơn anh Trần Thanh Hải. Kính thưa các anh các chị, thì với cái chủ đề là kết nối hàng hóa xuất nhập khẩu đến thị trường châu Âu và châu Mỹ, thì tôi đặc biệt là qua cái ý kiến chia sẻ vừa rồi của anh Toàn, thì doanh nghiệp khai thác cảng rất là phấn khởi, bởi vì theo như cái thông tin anh Toàn vừa cung cấp thì chúng ta đang nhìn đến một cái cơ chế hoạt động nó sẽ thông thoáng hơn cho các cái bến cảng ở khu vực cái mép. Và sắp tới kể cả ở Lạch Huyện, Hải Phòng, khi không còn bến 1, bến 2 nữa, mà sắp tới sẽ có thêm các cái bến bên cạnh. Thì cái việc mà cái mép được triển khai thí điểm cái mô hình cảng mở sẽ là đi trước. Và như vậy khu vực Hải Phòng về sau sẽ tham khảo cái mô hình này để làm sao phát triển được cái cụm cảng cái mép trở thành cái trung tâm hàng hóa, các cái cảng không chỉ là cảng cửa ngõ xuất nhập khẩu trực tiếp, mà sẽ là thu hút thêm nhiều hàng trung chuyển của các cái quốc gia lân cận. Thì cách đây vài ngày trên VTV9 thì cũng đã chiếu một chuyên đề, phát một cái chuyên đề về cụm cảng cái mép Thị Vải, làm sao phát triển thành cụm cảng trung chuyển của khu vực. Thì tôi rất là tâm đắc với cái chương trình của VTV9. Với câu hỏi của anh Hải thì góc độ Tân Cảng Sài Gòn, ở đây có anh Long, Jemadep, có cụm cảng, có cảng Jemalin ở khu vực cái mép, thì cũng hiểu rất rõ cái những cái hạn chế, những cái khó khăn ở khu vực này trong cái việc phát triển thành cảng cửa ngõ và cảng trung chuyển. Nó xoay xung quanh các cái chủ đề mà chúng ta cũng không có lạ gì. Thứ nhất là về cái kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng. Hiện nay, đặc biệt ở khu vực phía Nam, đặc biệt ở khu vực cái mép, thì kết nối với các cái chân hàng, các cái trung tâm sản xuất chính như là Đồng Nai, Bình Dương hay là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì kết nối về đường bộ hiện nay đang gặp rất nhiều hạn chế. Và chính phủ rồi các tỉnh, thành phố, các khu vực này cũng đang có những cái chương trình hành động để làm sao nhanh chóng đẩy mạnh các cái kết nối bằng đường bộ giữa cái mép và các tỉnh thành, kể cả ở miền Tây. Thì cái này tôi xin phép không nhắc lại bởi vì chúng ta nghe rất nhiều. Về cơ chế cơ sở hạ tầng bằng đường thủy thì hiện nay chiếm tỷ trọng rất lớn vận chuyển hàng hóa từ cái mép về thành phố Hồ Chí Minh. Trên 85% là bằng đường thủy, kể cả đi kết nối với Đồng Nai và Bình Dương. Tuy nhiên thì hiện nay hạn chế trong các cái điểm tiếp nhận hàng hóa bằng đường thủy ở Đồng Nai, Bình Dương, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, các bến xà lan hiện nay cũng chưa đủ để đáp ứng cái nhu cầu vận chuyển bằng đường thủy. Và như vậy chúng tôi cho rằng trong thời gian tới, các cái quy hoạch phát triển các cái bến xà lan tiếp nhận các hàng hóa bằng vận tải bằng đường thủy ở thành phố Hồ Chí Minh, thượng nguồn sông Đồng Nai, ở Đồng Nai, Bình Dương, v.v. thì nếu mà thêm các cái bến tiếp nhận này thì sẽ giúp kết nối hàng hóa ở khu vực cái mép được thuận lợi hơn. Về cơ chế thông thoáng về mặt, đặc biệt là về hải quan và các cơ quan kiểm soát chuyên ngành, thì hiện nay như anh Toàn chia sẻ, sắp tới nếu như chúng ta có cơ chế thoáng cho hàng hóa vận chuyển qua lại giữa các cái bến cảng ở khu vực cái mép, thì cũng sẽ là một cái điều kiện thuận lợi cho thu hút thêm các hàng trung chuyển quốc tế. Rồi với các hạn chế về cầu bến như 600 mét cầu tàu từ các cái bến riêng rẽ ở khu vực cái mép như anh Toàn vừa đề cập, thì sắp tới mà nếu chúng ta có cái cơ chế hợp tác liên kết giữa các cái bến cảng với nhau ở khu vực này, thì như anh Toàn nói, đón một tàu thì dư, đón hai tàu thì thiếu. Thì với như vậy thì hai cái bến cảng nằm kế cận nhau mà chúng ta có thể hợp tác một cơ chế, hợp tác đôi bên cùng có lợi, thì như vậy chúng ta sẽ tận dụng được tối đa hơn cái hiệu quả cầu bến, và như vậy tàu sẽ tiếp nhận được nhiều hơn, hàng hóa sẽ tiếp nhận nhiều hơn khu vực cái mép để kết nối với Mỹ và châu Âu. Mỹ châu Âu thì không chỉ cái mép mà kể cả Lạch Huyện, thì hiện nay Tân Cảng chúng tôi cũng có cảng HICT, thì trong năm nay cũng là một cái cảng có cái sản lượng phát triển rất là cao trong mặt bằng chung của Việt Nam. Và kết nối với HICT thì Tân Cảng cũng triển khai kết nối với miền Hậu Phương đến tận Bắc Ninh, ICD Quế Võ bằng đường thủy. Kết nối với cái mép còn có khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì Tân Cảng cũng đang xúc tiến mạnh mẽ các cái giải pháp để làm sao kết nối hàng hóa cho khách hàng ở khu vực này với cái mép, không phải đi qua khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn ông Trần Tuấn Lộc, đại diện của một trong những doanh nghiệp khai thác cảng và loại lớn của đất nước ta hiện nay. Tiếp theo thì tôi xin được trao đổi với ông Nguyễn Quang Thạnh, đại diện của Hiệp hội Rau quả Việt Nam.
Thưa ông, thì Việt Nam chúng ta được biết là một đất nước mà có cái thế mạnh về nông sản, có rất nhiều loại trái cây có cái sản lượng lớn, hương vị ngon, thậm chí có thể gọi là độc đáo. Thế và cái thị trường khu vực châu Âu, châu Mỹ là một thị trường rất là tiềm năng cho các mặt hàng nông sản của chúng ta. Tuy nhiên thì có thể thấy là hiện nay cái nông sản của chúng ta đi vào những thị trường châu Âu, châu Mỹ vẫn còn khó khăn và có rất nhiều cái hạn chế. Thì theo ông, vai trò của cái ngành dịch vụ logistics trong cái việc hỗ trợ để phát triển thương mại cũng như là mở rộng thị trường ở cái khu vực thị trường châu Âu, châu Mỹ này là như thế nào? Thì xin ông có thể cho các đại biểu chúng cùng nắm thêm thông tin. Kính chào quý vị đại biểu và chào tất cả các quý vị ở trong khán phòng của chúng ta và trên các cái hệ thống online. Rất là hân hạnh hôm nay được chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về cái vai trò của logistics, đặc biệt đối với hàng rau quả xuất đi Mỹ. Trái cây Việt Nam thì đa dạng, chủng loại. Chúng ta biết thì theo thống kê của TTV của ngày 17 tháng 9 năm nay thì có hơn đến 40 loại xuất khẩu vào thị trường của trên thế giới. Và diện tích vùng trồng của chúng ta hiện nay nói về diện tích cây ăn quả là có đến 1.180.000 hectare. Như vậy số lượng rất là lớn. Và xem về cái kim ngạch xuất khẩu thì hiện nay thị trường lớn nhất mà chúng ta xuất được đó là Trung Quốc với 52,7% và thị trường thứ nhì đó là Hoa Kỳ 6,3%. Tất cả những thông số này lấy theo báo cáo của bên Hiệp hội Rau quả. Ở đây tôi chỉ lấy thông số để có cái so sánh giữa cái Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rõ ràng là hiện nay rau quả Việt Nam đi vào các nước như Hoa Kỳ và châu Âu thì mang tính chất khá khiêm tốn. Câu hỏi là tại sao mà lượng xuất khẩu vào Mỹ và châu Âu còn khiêm tốn như vậy? Và đặc biệt hiện nay vẫn chưa vào những cái chuỗi phân phối lớn của Mỹ như Costco and Walmart. Tất nhiên có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng ở góc độ của nhà cung cấp dịch vụ logistics thì tôi chỉ đưa ra hai nguyên nhân, và hai nguyên nhân này có quan hệ, có liên quan đến logistics. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là chất lượng sản phẩm của chúng ta vào với thị trường tiêu thụ không được đồng nhất. Bởi vì có rất là nhiều những lô rất là tốt, có những lô trung bình và tất nhiên cũng có những lô kém chất lượng. Và ở đây thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái khâu bảo quản sau thu hoạch và đặc biệt là nói đến bảo quản nhiệt độ đủ và đúng trong suốt cái chuỗi cung ứng. Từ nhà vườn, nông trại cho đến nhà đóng gói, nhà xử lý và đến bến cảng, sau đó đến cả tay người tiêu dùng thì cần phải có một cái bảo quản mà chúng tôi gọi là bảo quản lạnh, bảo quản nhiệt độ, xin phép được sử dụng tiếng Anh đó là cold chain logistics. Và như vậy ở đây cái chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đang thiếu vắng ở đây một kết hợp từ nhà vườn, từ nhà đóng gói, từ nhà xử lý và dịch vụ logistics. Chúng ta cần có một dịch vụ logistics lạnh xuyên suốt từ tất cả, tôi muốn nói từ nhà vườn, vùng trồng cho đến tay người tiêu dùng. Mà nguyên tắc bảo lạnh, nguyên tắc đó là không được gián đoạn. Nhiệt độ được giữ đúng và đủ, không gián đoạn. Thứ nhì là không được chênh lệch quá lớn. Bởi vì chênh lệch quá lớn sẽ gây ra sốc nhiệt, ảnh hưởng đến cái tuổi thọ bày bán trên kệ. Chúng ta bán sản phẩm không chỉ là sản phẩm đến tại cảng, đến tươi ngon, nhưng cái ngày được bày bán trên kệ được bao lâu, nó là cái điểm để mà cạnh tranh quan trọng nhất đối với lại cái sản phẩm tươi. Chúng tôi gọi đó là tuổi thọ trên kệ, hay tiếng Mỹ gọi là shelf life. Và chúng ta thấy rõ ràng hiện nay về vấn đề thứ nhất là chất lượng không đồng bộ thì chúng tôi ở logistics, chúng tôi chỉ nghĩ đến vấn đề bảo quản nhiệt độ và chúng tôi có thể khắc phục được điều đó. Tất nhiên nó còn nhiều vấn đề khác thuộc về kỹ thuật trồng trọt. Và thứ nhì là chi phí vận chuyển trong nước còn quá cao. Chi phí vận chuyển trong nước còn quá cao mà hồi nãy chị Lan có nói là logistics nội địa. Hiện nay thì vận chuyển nội địa của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào phương thức đường bộ. Cụ thể là xe lạnh hoặc ngay cả xe không lạnh. Phương thức này là phương thức đắt tiền chỉ sau với đường hàng không thôi. Như vậy rõ ràng chi phí vận chuyển của ta ngay trong nước đã quá cao.
Các xe tải này thì phải chạy cung một cung đường giao thông ở phố thị, bởi vì tất cả các cảng biển xuất khẩu từ cảng Cát Lái và cả sân bay Tân Sơn Nhất đều nằm trong thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên là vận chuyển như vậy sẽ đi đến việc tắc nghẽn xe, và cái việc chậm trễ là việc tất nhiên xảy ra. Đã có rất nhiều chuyến hàng của chúng tôi phải trễ chuyến bay vì tắc đường, và rất nhiều những container đã phải bỏ giờ cắt máng, chúng ta gọi vào trong cái từ chuyên môn của logistics, có nghĩa là không kịp để mà lên trên tàu đi. Như vậy chúng ta có thể khai thác thêm cái phương thức khác với cái địa lý sông ngòi, là vừa rồi thì các chuyên gia cũng đề cập đến, Lộc cũng vừa đề cập, là chúng ta có thể sử dụng đến phương thức thủy nội địa, hoặc là chúng ta có thể có được đường sắt để giảm chi phí, giảm áp lực giao thông đường bộ. Đó là ý kiến của tôi. Xin trước chỉ có hai ý kiến. Thứ nhất là chất lượng làm sao phải đồng bộ thì phải chú ý đến chuỗi lạnh. Cái thứ nhì là làm sao giảm được cái phương thức vận chuyển bằng đường bộ để cho giá thành vận chuyển trong đất nước chúng ta nó không cao quá. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn ông Thạnh. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là để nông sản của chúng ta có thể thâm nhập được vào các thị trường, đặc biệt là những thị trường ở xa như là châu Âu, châu Mỹ, thì bên cạnh yếu tố về giá thành, bên cạnh yếu tố về chất lượng, thì cái vai trò của logistics là không thể thiếu, đúng không ạ? Và có thể nói đây là một cái yếu tố then chốt để nói rằng tại sao hàng hóa của chúng ta chưa cạnh tranh được với hàng hóa của những nước khác như là Thái Lan hay là Malaysia, khi mà họ cũng có những cái sản phẩm nông sản tương tự như chúng ta nhưng họ lại xuất vào các thị trường tốt hơn. Có thể nói đây là một cái điểm khác biệt, cũng là cái yếu tố mà các doanh nghiệp của chúng ta cũng cần lưu ý để cải thiện khi chúng ta xuất hàng sang các cái khu vực thị trường châu Âu, châu Mỹ. Tiếp theo thì tôi xin được trao đổi với ông Phạm Quốc Long đến từ công ty Shemadep. Chúng ta cũng thấy rằng là theo cái quy hoạch mà như là ông Toàn có nêu ở lúc đầu đấy ạ, thì chúng ta có hai cái cảng đặc biệt, xếp hạng đặc biệt là cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép Thị Vải được xếp hạng đặc biệt. Và chúng ta cũng trông chờ ở hai cái cảng này trong tương lai sẽ trở thành một cái cảng trung chuyển. Tức là không chỉ đóng cái vai trò là cảng cửa ngõ để giúp cho hàng hóa của Việt Nam đi ra thế giới, mà còn là cái cảng trung chuyển để có thể là thu được nhiều cái lượng hàng đi qua đây, qua đó tạo ra cái nguồn thu lớn hơn cho dịch vụ logistics của Việt Nam. Tuy nhiên thì cái mục tiêu đó thì cho đến nay có thể nói là chúng ta cũng chưa thực hiện được. Thế thì theo ông, đứng từ góc độ của một doanh nghiệp cũng tham gia vào cái lĩnh vực về khai thác cảng, thì ông nhìn nhận thấy là chúng ta cần phải làm cái gì để có thể biến Hải Phòng, biến Cái Mép Thị Vải thành những cái cảng trung chuyển đúng nghĩa. Xin mời ông. Vâng, xin chào quý vị đại biểu. Thì tôi xin chia sẻ về cái quy hoạch của cảng biển của quốc gia, thì đã xếp khu vực Cái Mép Thị Vải và Lạch Huyện trở thành là hai cái cụm cảng đặc biệt của quốc gia. Đây thì đúng nó là một nguồn tài nguyên của quốc gia, vì cụm cảng Cái Mép Thị Vải thì là một trong 19 cảng trên thế giới tiếp nhận được cái tàu container lớn nhất thế giới. Cái tàu container mà 400 mét mà bị tắc ở Kinh Suy ấy, thì là có thể vào được cảng khu vực cảng Cái Mép Thị Vải. Và các quý vị cũng biết là chỉ rất ít cảng trên thế giới có thể tiếp nhận được cái loại tàu container lớn nhất như thế này. Đây là một cái tài nguyên quốc gia. Thế nhưng trong suốt thời gian hơn 10 năm vừa qua, thì tại sao lại chỉ mới là thành cảng là cửa ngõ, còn cái việc mà thành cảng trung chuyển thì cũng còn rất là hạn chế. Theo chúng tôi thì lý do thứ nhất ấy, thì là chúng ta muốn cái cảng trung chuyển thì chúng ta phải có cái mạng lưới kết nối giao thông. Từ như anh Lộc vừa nói về cái chuyện là hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, nhưng mà còn nữa là một cái đường hàng hải của các cái cảng trong cái Việt Nam của chúng ta, ví dụ như là Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, nối vào cảng Cái Mép để xuất hàng đi thẳng thị trường Âu Mỹ. Và chúng tôi cũng đã nhắm đến các cái thị trường khác như là Philippines thì chạy sang đây và Thái Lan. Tại sao hai cái thị trường này? Thì vì Thái Lan thì cái cả hệ thống cảng biển người ta chỉ có khoảng chấp nhận được khoảng tàu 14.000 TEU thôi, còn cái tàu lớn hơn thì không vào được. Từ Thái Lan, từ Philippines và nhất là đặc biệt là từ Campuchia, với cái hệ thống kết nối trên dòng sông Mekong thì hiện nay chúng ta đang triển khai các cái tàu kết nối giữa Việt Nam với Campuchia để mà có cái hàng truyền tải tại khu vực này. Thì cái mạng lưới kết nối của chúng ta thì
hiện nay khá là tốt cho cái tuyến nội địa Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn vào cái mép. Và trong tương lai thì chúng tôi cũng đang triển khai cái tuyến đặc biệt từ đồng bằng sông Cửu Long đi qua cửa điện Định An hoặc là qua quan Chính Bố để nối với cảng nước sông Cái Mép. Thì cái này là đáp ứng cái yêu cầu vận tải hàng trái cây của anh Thạnh ấy, tức là bằng cái đường này thì chúng tôi sẽ mất được khoảng 14 tiếng đi đến Cái Mép từ Cần Thơ bằng cái xà lan mà coi như đặc biệt. Thì cái này Bộ Giao thông Vận tải cũng đã giao cho các doanh nghiệp để triển khai cái tuyến mẫu này. Còn nếu mà đi bằng đường bộ thì các anh sẽ mất 11 tiếng và cái giá thành thì khoảng 12 triệu. Trong khi nếu đi cái tuyến đường thủy mà để nhanh nhất này thì chúng ta sẽ mất khoảng 3 triệu giá thành. Như vậy thì chúng ta cắt giảm được chi phí rất nhiều. Đây chúng tôi cũng sẽ kết hợp với chỗ anh Thạnh để có một cái tuyến mẫu và có cái hàng mẫu để có thể xuất khẩu đi Âu Mỹ cho nó nhanh gọn. Cái điểm thứ hai thì cái việc mà các cái cơ quan chức năng cũng đã có cố gắng nhưng mà vẫn chưa tới. Vấn đề là ví dụ như là khu cụm cảng nước sâu Cái Mép, chúng ta là có 5 triệu tiêu thông qua, cần một cái trung tâm giám định kiểm định hàng hóa thì vẫn chưa có. Tất cả các hàng hóa vẫn phải đưa về thành phố Hồ Chí Minh để giám định. Cũng như cái điểm thứ hai là các cái cụm cảng ở Cái Mép thì là nó có hơi bị chưa cắt. Thì cái việc chuyển hàng giữa các cảng vẫn còn có những cái khó khăn từ cảng nọ sang cảng kia. Vì cái chuyến tàu người ta có thể là trễ qua trễ lại thì phải chuyển hàng qua lại thì vẫn còn bị khó khăn. Cái điểm mà mấu chốt ở đây tại sao thì là cái giá bốc xếp hiện nay là theo cái quy định của thông tư 54 và của cái điều luật của Bộ Luật Hàng Hải thì là quá thấp so với lại giá khu vực. Có thể tưởng tượng rằng là chúng ta cùng đầu tư như vậy và trong cái suốt thời gian vừa qua thì cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải của chúng ta đã được các cái nhà bình chọn là đứng thứ 11 trên thế giới về hiệu quả khai thác. Hiệu quả ở đây có nghĩa là năng suất bốc xếp, giải phóng tàu, và nhất là trong cái thời gian dịch vừa qua tất cả các chủ các cái cảng của chúng ta đã không ngừng coi như là nỗ lực rất lớn để không có bị một cái ùn tắc gì trong suốt quá trình dịch. Đó là cái đóng góp rất lớn cho cái việc thông thương hàng hóa của khối cảng biển, cho cái việc thông thương hàng hóa đối với nước ngoài. Các quý vị đại biểu ở đây đều biết Los Angeles là cái việc mà tàu chờ 28 ngày trong cái thời gian dịch là rất nhiều, nhưng chúng tôi không chờ một ngày nào, không chờ một giờ nào. Như vậy thì đây là một cái cố gắng rất lớn. Thế nhưng trả lại là cái gì? Chúng ta cái giá bốc xếp chỉ bằng 50% giá bốc xếp của các cảng trong khu vực. Kể cả là không bằng một cái cảng ở Phnom Penh, là cảng sông đầu tư rất là nhỏ nhẹ thì người ta cũng thu 68 đô một công 20 feet, trong khi chúng ta chỉ thu được có 52 đô một công 20 feet. Sau đó lại xếp xuống xà lan lại có 6 đô. Như vậy tổng cộng hai cái bốc xếp hai lần thì chúng ta được 29 đô một công 20 feet. Như vậy thì cái việc mà tái đầu tư cho các cảng là không có đủ. Có những cái cảng bạn của chúng tôi làm hơn 10 năm nay nhưng vẫn còn bị lỗ lã rất nhiều. Như vậy thì cũng không có cái sự hấp dẫn của cái việc trong cái việc đầu tư cảng trong cái cụm cảng nước sâu Cái Mép để có trở thành trung tâm. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta mà cái này thì các hiệp hội rồi các cảng cũng đang kiến nghị để các Bộ Giao thông Vận tải, chính Bộ Giao thông Tài chính có cái điều chỉnh phù hợp và cũng để tránh cái lãng phí. Nếu mà chúng ta đây là cái nguồn ví dụ 5 triệu đô thì chúng ta đã lãng phí, nếu mà mất 50 đô một công thì chúng ta mất khoảng 250 triệu đô cho cái việc mà lãng phí cho cái giá bốc xếp này. Để tiếp theo cái câu chuyện này thì cũng đây rất là tình cờ, thì sau 26 năm thì cách đây 26 năm thì cảng Port Klang là khai trương cái dịch vụ cũng như cảng nước sâu Cái Mép của chúng ta hiện nay. Thì Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia có sang đúng cái hội trường này ở cái khách sạn Rex này và nhờ chúng tôi làm roadshow cho cái việc mà mở cảng mới của Malaysia. Vì lúc đó là Singapore họ cạnh tranh rất ráo riết, không có cho cảng Malaysia mở ra. Hoặc là như vậy thì cái việc roadshow của họ họ đưa ra là thứ nhất là các tàu feeder, các cái tuyến kết nối đấy được
miễn phí hoàn toàn, giá bốc xếp chung giá cảng biển. Đấy thì là những cái đấy thì chúng tôi cũng mạnh dạn, vì chúng tôi triển khai những cái tuyến mới như thế thì không được linh kinh giữa Singapore và Malaysia. Đó, có cái luật chống coi như cái hiệp định, cái hợp đồng. Nếu ông mà ghé vào cảng Malaysia thì sẽ bị là tăng giá bốc xếp ở Singapore. Như vậy thì tuy nhiên thì Malaysia với cái quan tâm của Bộ trưởng Giao thông Vận tải đến một cái quốc gia như chúng ta là Việt Nam, thì họ từ cái số con số 0 đến giờ này họ đã đạt 15 triệu thiêu cho cái việc mà chuyển cảng. Thế thì ở đây mong muốn là các cơ quan chức năng cũng đã có cố gắng rất nhiều, có giúp đỡ rất nhiều, nhưng cũng chúng tôi mong muốn là còn nhiều hơn nữa để mà chúng ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu trung chuyển cảng thành cảng trung chuyển quốc tế. Xin trân trọng cảm ơn. Và cảm ơn ông Long. Như vậy thì trong cái việc mà xây dựng và phát triển những cái cảng quốc tế, cảng trung chuyển thì cái vai trò của cơ quan nhà nước cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Tôi cũng có nhận được cái tin nhắn của một đại biểu có nói rằng là cái vai trò của cái cơ chế chính sách ở đây là đặc biệt quan trọng. Và đại biểu này cũng có nêu cái minh họa, ví dụ như là cảng của Singapore, chúng ta đều biết là một cảng trung chuyển rất lớn, vì Singapore là hầu như không có sản xuất hàng hóa và cái lượng hàng qua cảng của họ là gần như đứng đầu thế giới. Thế thì đại biểu đây cũng nói rằng một trong cái lý do thành công của Singapore chính là họ không áp dụng cái chế độ kiểm soát hải quan ở trong khu vực trung chuyển. Chỉ khi nào mà hàng hóa đưa vào trong lãnh thổ Singapore thì lúc đấy là cơ quan hải quan mới giám sát. Thì phải chăng ở đấy cũng là một cái bài học hay là một cái kinh nghiệm của một cái cảng trung chuyển rất là lớn để chúng ta cũng có thể tham khảo thêm. Vừa qua thì chúng ta cũng đã nói về vấn đề về cảng. Nhưng mà bên cạnh cảng thì chúng ta cũng thấy rằng là một cái vai trò rất là quan trọng là đội tàu. Nếu như không có các con tàu ghé vào cảng thì hàng hóa của chúng ta cũng không thể luân chuyển, đúng không ạ? Thế và trong 2 năm đại dịch vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến cái tình trạng mà giá cước cũng đã có một cái sự tăng vọt như ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người, mà trong đó có các doanh nghiệp về xuất nhập khẩu. Và từ đó thì chúng ta cũng đặt ra câu hỏi là cái đội tàu của Việt Nam thì ở đâu, đúng không ạ? Chúng ta đã làm gì, chúng ta đã có một cái chuẩn bị như thế nào để chúng ta nắm bắt được các cái cơ hội như vậy. Thì vừa qua thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có một cái quyết định phê duyệt về cái đề án phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam. Rồi Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cũng có đề xuất một cái đề án về phát triển đội tàu vận tải container Việt Nam. Thế thì tôi xin hỏi ông Phạm Huy Toàn là ông có bình luận gì về việc Việt Nam có khả năng mà xây dựng cái đội tàu của riêng mình trong cái thời gian sắp tới? Xin mời ông. Kính thưa anh Hải, thì mới để các đồng chí thì quý vị thì đúng là trong cái lúc mà chúng ta có ảnh hưởng bởi đại dịch thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cái ý kiến góp ý của các doanh nghiệp cũng như là các cái cơ quan cấp trên chúng tôi thì chỉ đạo cho cục nghiên cứu để đề xuất một cái đội tàu làm sao mà đáp ứng được cái vận tải hàng hóa cho quốc tế. Thì vừa qua thì bộ cũng đã ban hành một quyết định phê duyệt cái đề án này. Thì như các quý vị cũng biết thì hiện nay đội tàu biển treo cờ mang cờ quốc tịch Việt Nam khoảng trên 1.500 tàu với tổng dung tích khoảng 7,7 triệu GT và với tổng trọng tải khoảng độ trên gần 13 triệu deadweight. Và chúng ta cũng chỉ trong 1.500 tàu mang cờ này thì chúng ta có khoảng tầm 1.000 tàu vận tải hàng hóa. Và chúng ta có một cái đội tàu container thì khoảng độ 39 tàu. Thì vận tải quốc tế ở container thì chúng ta biết thì hiện nay đội tàu của chúng ta thì cơ bản mới chỉ là vận tải ở nội địa là nhiều. Chứ chúng ta tuyến quốc tế thì chúng ta chưa cạnh tranh được và cũng rất khó khăn. Và tôi cũng là một thành viên nghiên cứu đề án thì tôi cũng có cái bình luận rằng là chúng ta hiện nay đang ở góc độ là chúng ta nếu chúng ta xây dựng và phát triển một đội tàu vận tải biển container thì chúng ta sẽ gặp nhiều một số cái thách thức như là chúng ta cũng chưa kinh nghiệm rồi tài chính cũng như mạng lưới nếu mà để khai thác hàng hóa về container, đội tàu container. Thứ hai nữa là chúng ta cũng gặp cái sự cạnh tranh rất là lớn của những cái hãng tàu mà hiện nay chúng ta biết người ta cơ cấu, người ta liên minh lại thì chúng ta cũng gặp một khó khăn. Cái thứ ba nữa là đội tàu của chúng ta thực sự là cũng là những tàu cũng nhỏ và cũng là tuổi tàu thì cao và cái năng lực khai thác của
các cái chủ tàu Việt Nam mình chúng ta cũng chưa đạt được. Và cái thứ tư là hiện nay là cái chuỗi mà cung ứng logistics trên trên thế giới thì càng ngày càng yêu cầu đòi hỏi nó chất lượng và dịch vụ nó ngày càng cao, thì cái này cũng là những cái thách thức mà chúng ta để mà chúng ta phát triển một cái đội tàu. Ngoài ra nữa thì chúng ta biết là hiện nay các cái cam kết tại các cái hiệp định thương mại tự do, như cụ thể như là hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, thì trong đó về dịch vụ vận tải biển thì chúng ta cũng đã cam kết mở cửa thị trường cho các cái hãng tàu nước ngoài của EU được làm cái cung cấp các cái dịch vụ như là gom vỏ công rỗng cũng như là một số cái tuyến dịch vụ feeder. Đấy, ngay bản thân chúng ta cũng đã phải cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa của chúng ta rồi. Nhưng mà tuy nhiên ngược lại thì chúng ta cũng có đi có lại, thì EU cũng mở cửa thị trường chúng ta được cung cấp các cái dịch vụ gom vỏ công rỗng cũng như feeder ở trong các cái quốc gia của châu Âu bằng cái tàu treo cờ Việt Nam. Thì tôi cho đây cũng là những cái rất thuận lợi nếu như mà chúng ta có những cái đội tàu vận tải quốc tế để mà tham gia cái hoạt động này. Thì tuy nhiên thì bản đề án chỉ đã được phê duyệt và cũng chỉ ở góc độ chúng ta đưa ra là chúng ta thời điểm này chúng ta nên cố gắng làm sao điều chỉnh rồi định hướng và chúng ta cơ cấu làm sao chúng ta phát triển cái đội tàu. Trước tiên là chúng ta hoạt động ở cái tuyến nội Á trước, ở tuyến biển gần để chúng ta tích lũy kinh nghiệm cũng như là tích lũy những cái chân hàng, khách hàng. Từ đó chúng ta sẽ có cái định hướng để chúng ta phát triển cái đội tàu container quốc tế nó sẽ mạnh hơn khi mà chúng ta có đủ cái năng lực mạnh hơn. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn ông Toàn. Như vậy thì chúng ta cũng hy vọng là trong tương lai thì Việt Nam có thể sánh vai với cả các quốc gia khác, không chỉ ở khía cạnh về cảng, về hạ tầng, mà chúng ta còn có một cái đội ngũ phương tiện, trong đó là tàu biển, trong đó là máy bay để vận tải hàng hóa của chúng ta đến các cái quốc gia khác, đúng không ạ? Với Tân Cảng Sài Gòn thì tôi cũng xin được hỏi ông Trương Tấn Lộc, thì chúng tôi biết là Tân Cảng Sài Gòn là đơn vị mà cũng đã có nhiều cái cố gắng trong việc mà đẩy mạnh cái liên kết giữa khu vực giữa Việt Nam với cả các quốc gia ở khu vực châu Âu, châu Mỹ, và trong đó thì có cả việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để có thể tăng hiệu quả và giảm chi phí logistics. Thế thì ông có thể chia sẻ những cái giải pháp mà Tân Cảng Sài Gòn cũng đã thực hiện trong cái thời gian vừa qua, và đặc biệt là những các cái khó khăn mà Tân Cảng Sài Gòn cũng đã gặp phải, để chúng ta có một cái bài học cùng chia sẻ với các doanh nghiệp ở đây. Xin mời ông. Cảm ơn anh Hải. Với Tân Cảng Sài Gòn thì đặc biệt là với thị trường châu Âu, châu Mỹ, thì chúng tôi xác định là các cụm cảng ở khu vực Cái Mép và Lạch Huyện là những cái nơi kết nối hàng hóa chính. Và với cái hạn chế về mặt không gian, về mặt địa lý, thì Tân Cảng Sài Gòn phải đặt cái bài toán làm sao tối ưu hóa tối đa các cái cụm cảng này, TCIT và TCTT cũng như ICT. Thì với khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng thì với HICT thì với cái quy hoạch năng lực xếp dỡ thì chúng tôi đang tiệm cận tối đa ở cảng HICT. Thì như vậy thì đặt ra bài toán cho Tân Cảng Sài Gòn là làm sao tăng cái kết nối hậu phương, mở rộng diện tích kho bãi kết nối phía sau cảng, thì từ đó có thể tiếp nhận thêm tàu và hàng. Thì trong thời gian vừa rồi thì bên cạnh cái việc tìm kiếm các cái quỹ đất, rồi tìm kiếm các cái giải pháp kết nối HICT với phía sau như là các cảng ở Hải Phòng, Thượng Nguồn, Sông Gấm và ICT Quế Võ, Bắc Ninh, thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số, làm sao tăng nhanh cái giao dịch hàng hóa giữa cảng với khách hàng, với hãng tàu. Thì trong năm 2022 chúng tôi đã thành công trong việc ứng dụng cái e-port điện tử, cái cổng giao dịch điện tử cho cảng HICT và đã được khách hàng, hãng tàu đánh giá rất cao. Thì ngoài ra thì ở khu vực cụm cảng Cái Mép thì khái niệm về cảng thông minh, thì năm 2022 thì TCIT cũng đang dần xây cho mình một cái chiến lược phát triển cảng thông minh. Ở đó thì cũng chuyển đổi số và kết nối các cái giải pháp liên quan đến hàng hóa với đồng bằng sông Cửu Long cũng như là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Với cụm cảng Cái Mép thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm là cũng đang trong quá trình thương thảo
mở rộng các hợp tác chiến lược với các cái cảng trong khu vực để làm sao tăng cái năng lực, tối ưu hóa tối đa cái khả năng khai thác bến bãi, và cũng triển khai các cái giải pháp về nạo vét để làm sao đảm bảo năng lực tiếp nhận các cái tàu lớn của thế giới. Thì trong đó có cái, cũng có cái ý kiến liên quan đến chỗ anh Long Zemedev, đó là cũng làm sao tăng cái kết nối bằng vận tải đường biển. Thì chúng tôi cũng đặt cho mình cái kế hoạch trong năm 2023 nghiên cứu cái hình thức vận tải xà lan sông pha biển kết nối với đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là kết nối với thị trường Campuchia trong thời gian tới, làm sao thu hút thêm nguồn hàng cho cụm cảng Cái Mép. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Lộc. Chúng ta cũng có những doanh nghiệp có thể tạm gọi là những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực như khai thác cảng và vận tải đường thủy nội địa. Thì trong đó là có Tân Cảng Sài Gòn, trong đó có Zemedev và một số doanh nghiệp khác. Cũng rất mong là các doanh nghiệp của chúng ta cũng có thể có một cái sự hợp tác trao đổi với nhau, để qua đó là chúng ta cùng đẩy mạnh cái tiềm năng của những khu vực như là Cái Mép, Thị Vải hoặc là Lạch Huyện ở Hải Phòng. Chúng ta có thể nâng được cái công suất của các cảng này lên. Chúng tôi cũng có nhận được một cái câu hỏi của đại biểu như thế này. Tức là xin các diễn giả cho biết vấn đề hiện nay logistics xanh là đang được nhắc đến rất là nhiều, nhưng mà đại biểu cũng chưa rõ lắm về cái khái niệm về logistics xanh là như thế nào. Xin các diễn giả có thể giải thích thêm, cũng như là nói về cái tầm quan trọng của logistics xanh trong cái hoạt động logistics sắp tới. Thì với câu này thì có lẽ tôi xin mời dụ anh Nguyễn Quang Thạnh, anh có trao đổi một chút với các đại biểu về cái khái niệm cũng như là cái tầm quan trọng của logistics xanh trong cái thời gian sắp tới. Thực ra hiện nay xu hướng thế giới thì đang chú trọng về vấn đề bảo vệ môi trường, cho nên ngay cả tất cả sản xuất cũng có sản xuất xanh, và đặc biệt logistics cũng có logistics xanh. Ở đây thì đối với nhà xuất khẩu, tất cả những nhà xuất khẩu vào châu Âu hiện nay thì cũng đã ý thức được vấn đề này rồi. Bởi vì hiện nay chúng ta vô cùng là cố gắng giảm bớt những cái bao bằng nhựa ni lông và phải được bằng những loại giấy có thể hủy. Nhưng ở góc độ về vấn đề nói về cái sản phẩm mà trong cái chuyên ngành của chúng tôi thì lúc nào tôi cũng nghĩ đến các loại trái cây. Và trái cây thì một trong những cái loại mà chúng ta cũng phải có cái ý tưởng về cái được gọi là logistics xanh. Đặc biệt là khi vào châu Âu thì tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây vào châu Âu hay thực phẩm ở châu Âu thì phải biết được cái quy định MRLS, tức là Maximum Residue Level, chúng ta dịch tiếng Việt là giới hạn cái dư lượng tối đa của cái thuốc bảo quản thực phẩm, thuốc tăng trưởng, những cái loại hóa chất mà chúng ta sử dụng để cho cây trái của chúng ta nó tốt hơn gì đó, hoặc là chúng ta trừ sâu bệnh, thì chúng ta phải có biết được cái định lượng mà ở cái mức không được vượt quá nguy hiểm đối với người tiêu dùng. Mà hiện nay thì người ta đưa ra một trong những cái quản lý cái sâu bệnh xâm nhập bằng một phương pháp rất là hay, tức là phương pháp mang tính chất sinh học, đó là IPM, Integrated Pest Management. Họ sẽ dùng những cái hệ sinh thái với nhau để tạo ra làm sao khống chế được, không phải là tiêu diệt hết tất cả những sâu bệnh, mà khống chế sâu bệnh gây hại ở mức độ có thể bảo quản được thực phẩm. Thì đối với cái ngành hoa quả chúng ta, cái quan trọng nhất để nói đến cái green logistics là chúng ta phải hạn chế tất cả những loại hóa chất có gây hại. Và đặc biệt đối với bao bì thì chúng ta phải chú trọng những bao bì để có thể bán được cho những người dân ở châu Âu và đặc biệt là ở phương Tây, là phải lưu ý về vấn đề không gây ra cái ô nhiễm môi trường và phải sử dụng những cái loại đóng gói bao bì sao cho có thể tái sử dụng ở mức độ không có bị ô nhiễm. Đó là những cái niệm cơ bản mà tôi biết được. Xin hết ạ. Tiếp nối chia sẻ của ông Thạnh thì tôi cũng xin trao đổi thêm một chút như thế này. Tức là chúng ta cũng biết ngành dịch vụ logistics, mà trong đó có ngành vận tải, là một cái ngành mà có cái lượng phát thải khí thải ra rất là lớn. Tính riêng ngành vận tải thì đã chiếm đến 24% cái tổng lượng phát thải của các hoạt động do con người gây ra ở trên toàn thế giới. Và chúng ta biết rằng là cái phát thải như vậy nó sẽ tạo ra những các cái khí mà ảnh hưởng đến cái chúng ta gọi là khí nhà kính. Nó gây ra cái hiện tượng ấm lên ở trên toàn cầu và từ đó là gây ra các cái tác động về biến động
là biến đổi khí hậu. Cái điều đó nó là cái ảnh hưởng đến cái môi trường. Thế thì một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng đề cập đến lối xanh ấy, bên cạnh những vấn đề như là ông Thạnh có nêu, sử dụng các cái nguyên liệu tái chế, sử dụng cái năng lượng tái tạo, thì cái việc mà giảm phát thải và trung hòa carbon là một cái yêu cầu rất là quan trọng. Ở đây không có nghĩa là giảm phát thải, không có nghĩa là chúng ta hạn chế cái việc là phải sử dụng các cái phương tiện, các cái loại động cơ hay là các cái phương tiện như là tàu biển, máy bay, ô tô. Nhưng mà ở cái nghĩa là chúng ta có một cái ý thức để trung hòa, tức là bên cạnh cái lượng phát thải chúng ta tạo ra thì chúng ta phải có một cái ý thức để bù đắp lại bằng cái việc giống như là trồng cây hoặc là tạo ra một cái môi trường trong sạch ở trên trái đất. Đấy, hoặc là ngay cái việc mà chúng ta vẫn là cái sử dụng các cái nhiên liệu, nhưng mà nhiên liệu chúng ta sẽ sử dụng các cái nhiên liệu sạch. Ví dụ nhiên liệu từ điện mặt trời, nhiên liệu từ gió, hoặc là chúng ta sử dụng các cái nhiên liệu mà ít cái hàm lượng carbon và lưu huỳnh hơn như là methanol chẳng hạn. Thì đấy là những cái yếu tố để góp phần chúng ta thực hiện một cái chiến lược chuyển đổi xanh hóa cho cái hoạt động logistics. Thì tôi cũng xin được trao đổi thêm với các đại biểu có quan tâm đến cái lĩnh vực này. Một cái câu hỏi khác tôi nghĩ cũng khá là thực tế và thú vị. Có đại biểu muốn hỏi là các hãng tàu nước ngoài có quan tâm đến mua cổ phần tại các cảng ở Việt Nam hay không? Tôi không biết là đại biểu này thì cũng có liên quan đến các vấn đề về chứng khoán hay cổ phiếu, nhưng mà tôi nghĩ là với đại diện của một cái cảng lớn như là anh Long ở đây thì xin mời anh Long có cái trao đổi với cả các đại biểu về cái vấn đề này như thế nào. Xin mời anh. Vâng, thì quý vị đại biểu biết trong vòng 40 năm vừa qua thì các cái hãng tàu nước ngoài có cái xu thế M&A. Thì trước đấy thì chúng ta có khoảng 20 hãng tàu worldwide, thì bây giờ còn khoảng 7 hãng tàu lớn trên thế giới. Như vậy là cái tốc độ M&A của họ rất lớn và đưa ra các hãng tàu đưa thành các cái siêu quốc gia, đa quốc gia mà rất là siêu công ty. Và trong cái thời gian dịch Covid vừa qua thì các hãng tàu có một cái lợi nhuận rất là khủng khiếp. Với cái giá cước tăng lên nhiều lần rồi thiếu container, nhưng mà các hãng tàu thì có những cái lợi nhuận rất cao. Mỗi cái hãng tàu, 5-7 hãng tàu ấy đều có cái lãi trên chục tỷ đô, trên chục tỷ đô một năm. Và trong cái khi mà kinh doanh rất là lãi như vậy thì họ quay ra là đóng thêm tàu. Và cái điểm thứ hai nữa là họ tiếp tục là đầu tư vào cảng. Thì thường là các hãng tàu đều có cái hãng tàu lớn như CMA, Maersk Line, MSC đều có các cái hệ thống cảng trên thế giới, và họ luôn luôn muốn mình không bây giờ không phải hãng tàu thuần túy và sẽ biến thành công ty logistics toàn cầu. Do vậy là cái chuỗi cảng là một cái quan tâm rất lớn của các hãng tàu trong quá khứ và trong tương lai. Vì vậy thì đối với chúng ta Việt Nam này thì chúng ta có các cái vị trí rất là đắc địa để phát triển cảng, như là cụm cảng nước sâu Cái Mép, rồi Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, là những cái vị trí rất là chiến lược, rất là phù hợp để cho phát triển các cái cảng nước sâu cho phục vụ cho xuất nhập khẩu, cũng như là cảng trung chuyển của khu vực. Nhất là trong cái thời gian vừa qua thì hãng MSC có rất là quan tâm đến cái dự án cảng nước sâu ở Cần Giờ. Đấy, thì mọi người cũng đã thấy báo chí rồi, cũng đang đăng tin để làm cái cảng trung chuyển của Cần Giờ. Thế tuy nhiên ở tại Cần Giờ, thế tuy nhiên thì cái này cũng là một cái còn cái thủ tục còn lâu dài. Tuy nhiên thì tôi xin cung cấp thêm cho các quý vị thêm một các quý vị cũng biết thông tin là sau một thời gian nóng sốt về cái việc mà giá cước vận tải biển tăng 10 lần thì đến giờ này sau 2 năm thì giá cước vận tải biển đã quay về trước dịch, coi như là và thấp hơn trước dịch. Các hãng tàu sẽ có nguy cơ lỗ lã như trước đây 10 năm. Chúng tôi làm trong nghề này 30 năm rồi thì là cái chu kỳ lỗ lã bắt đầu nó sớm hơn, là ngay từ cuối quý vào quý 2 năm 2022, thay vì các chuyên gia thì cứ nghĩ là nó sẽ rơi vào cuối 2023. Và với cái số lượng tàu đặt đóng rất nóng sốt trong suốt 2 năm vừa qua thì cái dư thừa trọng tải trên toàn thế giới sẽ là một cái cơ hội rất tốt để quý vị giảm giá cước vận tải trong cái thời gian tới, và các hãng tàu sẽ là có đi vào một cái chu kỳ rất khó khăn. Như vậy thì cũng không có nhiều dư địa, không còn nhiều tiền để mà đầu tư thêm vào các cảng.
Thế còn thì những cái hãng tàu nào mà họ lâu dài, họ có những cái nguồn tài chính bền vững thì họ vẫn mong muốn để tham gia vào các cái cảng trên của Việt Nam. Thế tuy nhiên không phải cảng nào họ cũng tham gia. Họ là một cái người kinh doanh rất là có cái hệ thống cảng trên toàn cầu, nên những cái chỗ nào, vị trí nào thì họ mới tham gia. Có những cái vị trí rất mới, rất đẹp nhưng mà về tương lai không có thì họ cũng không tham gia. Đây chúng tôi cũng không nói rõ là cái vị trí nào. Thế tuy nhiên thì để cũng là chia sẻ cái thông tin với quý vị là lúc nào vị trí cảng mà tốt cũng như là nhà đất thôi. Nếu mà đắc địa thì vẫn rất có nhiều hãng tàu tham gia đầu tư. Không chỉ hãng tàu đâu mà rất nhiều các tổ chức tài chính cũng muốn đầu tư. Thế tuy nhiên cảng thì chỉ có muốn có hàng thôi, thì mong muốn của cảng cũng chỉ chọn hãng tàu để đảm bảo cái nguồn hàng của mình. Xin cảm ơn. Cảm ơn ông Long. Quan hệ giữa hãng tàu và cảng là một cái mối quan hệ cộng sinh mà hai bên không thể thiếu nhau, đúng không ạ? Thế ra cái sự mà tham gia liên doanh liên kết mua cổ phần của nhau thì cũng là một cái điều rất là dễ hiểu. Và như ông Long có đề cập, 2 năm vừa qua thì các hãng tàu, đặc biệt là hãng tàu container, là đã có cái lợi nhuận rất là lớn. Nên cái khả năng mà họ đầu tư thêm vào các cái lĩnh vực khác, ví dụ đầu tư vào cảng, đầu tư vào kho bãi, thậm chí là đầu tư vào ngành hàng không. Hiện nay chúng ta cũng biết là có ít nhất 2 hãng tàu đã có mở hãng hàng không, đúng không ạ? Như vậy thì cái khả năng đấy nó cũng rất là dễ xảy ra. Và Việt Nam của chúng ta thì cũng là một cái quốc gia mà đang có cái tốc độ phát triển kinh tế nhanh, cái hoạt động logistics cũng đang rất là sôi động, thì cái việc các hãng tàu có thể để mắt quan tâm đầu tư vào đây thì tôi nghĩ cũng là một cái điều dễ hiểu. Ở một góc độ nào đó thì nó cũng giúp cho các cảng chúng ta có một cái nguồn hàng có thể nói là ổn định hơn, hoặc là đem được nhiều cái nguồn hàng hơn. Cái này thì cũng sẽ là do các doanh nghiệp của chúng ta sẽ tự quyết định với nhau. Và thế thời gian còn lại thì có lẽ cũng không còn nhiều, tôi xin mời các đại biểu ở trong khán phòng chúng ta có đại biểu nào muốn trao đổi, phát biểu, nêu ý kiến không ạ? Và đây có một đại biểu thì có muốn nêu cái vấn đề về xuất khẩu dừa vào Mỹ. Thì cái đây cũng là một cái vấn đề liên quan đến cái xuất khẩu nông sản. Có lẽ sẽ xin nhờ chỗ anh Thạnh sẽ có cái trao đổi giúp với đại biểu về vấn đề này. Xin mời anh. Thì chúng ta cũng biết cái tiêu chuẩn hiện nay mà một loại trái cây tươi đưa vào Mỹ thì phải đạt được những cái tiêu chuẩn như sau. Đầu tiên là phải có cái vùng trồng đạt với tiêu chuẩn do USDA họ đồng ý. Và hiện nay công ty đại diện cho USDA tại Việt Nam của chúng ta đó là AFISH. Và hiện nay thì chúng ta có 3 cái code trên mỗi cái sản phẩm mà chúng ta đi vào Mỹ, đặc biệt là đối với lại trái cây tươi. Thì cái code thứ nhất là PUC, tức là code vùng trồng, Production Unit Code. Cái code thứ nhì là code đóng gói, PSC, là Packing House Code. Và cái code thứ ba là TFC, tức là cái code Treating Factory, tức là code chứa xạ. Hiện nay chúng ta có 2 nhà máy chiếu xạ ở tại miền Nam chúng ta, 1 thì ở Long An và 2 thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì chúng ta thấy là phải qua 3 cái code như vậy. Tại sao lại có code chiếu xạ? Vấn đề code vùng trồng thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Người ta muốn rằng là chúng ta trồng ở một cái tiêu chuẩn mang tính chất là bảo vệ môi trường và cũng phải đảm bảo an toàn về thực phẩm. Cái thứ nhì, code đóng gói cũng vậy, code đóng gói để nhằm đảm bảo cho cái việc đóng gói không bị nhiễm chéo bởi cái hệ thống mà chúng ta rửa rồi phun nước và chúng ta đóng gói như thế nào để cho nó đảm bảo sản phẩm. Nhưng tuy nhiên 100% sản phẩm đó lại phải chiếu xạ. Cái xạ này để làm gì thì câu hỏi sẽ đưa đặt ra là xạ là làm gì? Cái xạ này với một cái liều lượng để tiêu diệt, làm cho vô sinh tất cả cái trứng của sâu bọ nếu như còn bám ở trên vỏ. Và chính vì vậy thì một trong những câu hỏi ở đây là dừa, vừa rồi thì chúng ta xuất dừa thì chỉ có bóc vỏ, không tận đến cả cái cùi. Cái câu hỏi này rất là rõ ràng là hiện nay thì là phải bóc đến tận cùi, thì cũng là như vậy đó các bạn. Bởi vì cái vỏ dừa cũng là một cái nơi trú ẩn của tất cả cái loại mà sâu bệnh. Chính vì vậy cho nên là người ta phải bắt, chúng ta phải bóc đến tận nõn lận. Và câu hỏi rằng là chúng tôi có thể đàm phán để mà xin lại như ngày trước không, thì cái này cũng hơi khó, bởi vì nó thuộc loại gọi là đảm bảo cái an toàn nông nghiệp
của nước bạn. Xin hết ạ. Cảm ơn ông Hạnh. Dừa cũng là một cái sản phẩm nông sản mà chúng ta thấy là rất là nổi tiếng và có thế mạnh. Đặc biệt là chúng ta lại có những cái đặc sản dừa như là dừa sáp của Trà Vinh, đúng không ạ? Cũng là một cái sản phẩm rất là độc đáo mà chúng ta mong muốn đưa ra giới thiệu với thế giới. Tuy nhiên thì cái vai trò của ngành logistics ở đây là giúp cho cái sản phẩm của chúng ta có thể đảm bảo được cái chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm khi đưa đến tay người tiêu dùng. Vâng, thế có lẽ tôi chỉ xin mời được một câu hỏi từ phía các đại biểu trong khán phòng, thì có vị đại biểu nào muốn có câu hỏi. Vâng, thì xin mời chị đại. Người bộ phận kỹ thuật cho anh Sơn chuyển giúp mic cho. Dạ, em là Trang ở bên chỗ công ty nội thất của Next Furniture, thì em cũng có một câu hỏi cho anh Long. Tại hồi nãy em cũng có nghe anh đề cập về vấn đề là cái giá chi phí bốc dỡ của mình ở tất cả những cảng Việt Nam hiện tại đang thấp nhất khu vực. Và hiện tại thì hiệp hội của tất cả các bọt mình đang có kiến nghị với chính phủ là sẽ tăng cái giá thu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thì như vậy trở lại cái câu chuyện là mình đang bàn về cái giải pháp để cắt giảm chi phí logistics để hỗ trợ cho những doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam có thể là tăng cái xuất nhập. Và như vậy cái câu chuyện khi mình tăng thu lại thì nó sẽ quay ngược lại về cái các cái giải pháp để giảm chi phí. Và như vậy thì cái mình đang bắt đầu quay lại câu chuyện là khi mà giá logistics bắt đầu tăng cao, thì hôm trước mình đang đề cập là logistics đang chiếm khoảng 20% trong cái chi phí vận hành doanh nghiệp. Thì như vậy tăng như thế này thì có thể là một cái thách thức với các doanh nghiệp hiện tại. Thì cho nên cái về câu hỏi của em á, là thứ nhất nó đang đi ngược lại về cái giải pháp mình đang giảm chi phí logistics. Cái phần một cái khía cạnh khác thì có thể nào mà anh Long nói rõ hơn, vì trong trường hợp mình đang muốn sử dụng cái nguồn vốn hoặc là nguồn lực để mình tái đầu tư lại phát triển các cụm cảng, thì mình không tập trung vào tăng giá thu chi phí bốc xếp bốc dỡ cho những doanh nghiệp xuất khẩu, mà là mình sẽ tập trung vào một là nhờ các cơ chế chính sách của chính phủ là thứ nhất, vì cái này rất quan trọng. Cái thứ hai nữa, mình có thể tận dụng một cái nguồn trợ cấp hoặc gì đó từ chính phủ, hoặc là ví dụ như vậy. Kế nữa, một cái thứ ba nữa là mình có thể liên kết để mình với những cái cụm cảng khác ở trong khu vực, giống như nãy anh đang đề cập là của Malaysia với Singapore, thì họ đã phát triển rất là nhiều và cũng có những cái kết nối trong khu vực, thì mình có thể khai thác ở một cái mức độ nào đó về cái này để mình, thứ nhất là anh sẽ có liên kết để anh tăng cái nguồn thu, tạo cái nguồn vốn để mình có khả năng là mình tái cơ cấu. Thì chắc nhờ anh Long sẽ nói thêm về cái này. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, câu hỏi rất hay. Thế thì cái này thì tôi xin trao đổi thế này. Tức là cái giá bốc xếp cảng biển thì là do hãng tàu nước ngoài trả. Theo cái giá cước vận tải biển là CY. Thì các quý vị xuất nhập khẩu không liên quan gì cái giá này cả. Nhá. Đây là CY. Mà thường là quý vị xuất nhập khẩu của chúng ta rất ít, là chúng ta thường là mua ship bán phốp. Thì cái giá mà chủ hàng là trả cái giá cước vận tải biển cộng với giá bốc xếp. Từ cái giá bốc xếp container nó là đặc biệt, sông Khải là liên quan gì tới cái xuất nhập khẩu gì của Việt Nam cả. Không có thu thêm, tăng thêm cái chi phí gì của khách hàng. Nhá. Thì đây này đó là từ CY, tức là từ container yard đến xếp xuống tàu là cái chi phí là của hãng tàu trả. Tại sao hãng tàu lại trả cho chúng tôi? Thì cái này nó là tàu container, là các hãng tàu phải có lịch trước và có một cái tarif, và có một cái giá cước fix, không phải là các cái hãng tàu tram, hãng tàu chợ đấy, thì là tùy theo, không có một cái giá bốc xếp nào ổn định cả. Thế còn cái giá bốc xếp của các hãng tàu liner, container thì là đã được phía trước ký hợp đồng hàng năm với lại các hãng. Và cái này nó nằm trong cái giá cước vận tải suốt, chứ không có chát thêm chủ hàng. Thế còn các hãng tàu, hiện nay các chủ hàng trả cái gì? Các chủ hàng chúng ta phải trả một loạt cái chi phí của hãng tàu. Ví dụ TNC, Bill Fee, Dock Fee, Seal Fee và các cái phụ phí khác như BAP, CAP khi mà thị trường nó thay đổi. Đó thì là theo quy định của hãng tàu. Hiện nay đối với các cái chi phí mà phụ phí
của các hãng tàu nước ngoài áp dụng cho các cái chủ hàng Việt Nam thì là cũng chúng tôi đã nghiên cứu thì cũng ngang bằng với lại các cái giá thành của các nước trong khu vực ASEAN của chúng ta thì cũng xem không có gì tăng. Thế tuy nhiên thì cái chi phí TSC là Terminal Handling Charge của hãng tàu hiện nay đang thu các chủ hàng Việt Nam là 114 đô cho công 20 feet và 180 đô cho công 40 feet. Thì theo quy định của Hiệp Ủy hội Châu Âu và Nhật Bản thì cái chi phí này họ phải trả lại 80% cho các cảng về cái bốc xếp. Chứ là Terminal Handling Charge là cái chi phí điều hành bến bãi nếu dịch ra hoặc là chi phí bốc xếp. Thì hiện nay họ chỉ trả cho chúng ta chỉ có bằng 40% thôi. Như vậy đáng là của cái chi phí đấy là phải trả cho chúng tôi, các nhà bốc xếp làm khai thác cảng ấy là 80%. Thì họ mới chỉ trả cho chúng tôi là có 40%. Cái mà chúng tôi muốn là cái việc là cái chi phí đấy nó gắn vào 114 đô. Thì là chúng tôi phải được 80%, chứ không liên quan gì tới quý vị xuất nhập khẩu ở đây cả. Do vậy quý vị đừng lo lắng. Cũng như một số cái cơ quan chức năng cứ bảo nếu chúng ta tăng cái giá bốc xếp lên thì TSC nó có tăng lên không. Thưa quý vị đại biểu, chúng tôi làm bao nhiêu năm rồi thì cái đấy là rất khó. Vì từ cái TSC này nó cũng theo cái khu vực, chứ không nó là theo các cái địa phương trong khu vực, chứ nó cũng không có phải là tác động, không phải là do một cái gì nó định ra cả. Do vậy thì là quý vị đại biểu yên tâm, cái này là chúng tôi chỉ muốn là đòi lại cái phần mà đáng ra chúng ta phải được hưởng, chứ không, quý vị không mất đi và chúng tôi cũng không tăng một đồng ngân sách nào. Nếu chúng tôi mà các cơ quan chức năng ủng hộ thì chúng ta sẽ có cả tỷ đô cho cái việc mà trả cái phí bốc xếp từ hãng tàu. Với cái 25 triệu tiêu nhân với lại 50 đô thì chúng ta có hơn 1 tỷ đô để tái đầu tư và làm được rất nhiều việc. Cái này là chúng ta đang bỏ không. Chúng tôi có thể với cái kinh nghiệm và bao nhiêu năm làm việc của chúng tôi, chúng ta đang bỏ không cái thị trường này, cái mặt này để cho các hãng tàu nước ngoài thao túng. Xin chắc chắn với quý vị đại biểu là như vậy. Và quý vị cứ yên tâm là không tăng một xu nào cả. Ngay như cái việc nói luôn, là chúng ta có nói là về giá cước trong cái thời kỳ Covid tăng lên 10 lần. Đấy là theo thị trường thôi, cũng không có tăng thêm TSC, cũng không tăng đồng nào. Và bây giờ người ta giảm xuống 10 lần, cũng không, quý vị đại biểu, đó là cái cung cầu của thế giới, chứ không có liên quan gì tới cái giá bốc xếp này. Xin một lần nữa giải thích thật rõ cho quý vị đại biểu như vậy. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn ông Long. Như vậy thì chúng ta cũng thấy là cái lo ngại của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đúng không ạ? Khi mà đấy, vấn đề về chi phí luôn luôn là một cái sức ép rất là lớn, nhất là trong cái bối cảnh khi mà cái đơn hàng có thể sụt giảm như là cái thời điểm hiện nay. Thì theo như giải thích của ông Long thì cái vấn đề này là vấn đề giữa hãng tàu và cảng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng có thể, cái lo ngại đây chúng tôi cũng rất hiểu là có thể vấn đề của hai anh, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến các cái đối tượng khác, mà ở đây là vấn đề của chủ hàng. Thế thì ở các nước ấy, cũng có một cái hiệp hội gọi là hiệp hội chủ hàng, chính là cái người mà đại diện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chúng ta nói lên cái tiếng nói như vậy. Thậm chí chúng ta có tác động đến các cái hãng tàu cũng như đến tác động đến các cái đơn vị như cảng biển để chúng ta gọi là có một cái đấu tranh về mặt quyền lợi. Tuy nhiên Việt Nam chúng ta có một hiệp hội như vậy nhưng cái vai trò thì chưa phát huy được. Thế nên là cái tiếng nói của những doanh nghiệp như ở đây cũng phần nào là nói lên cái lo.